be standing right here talking to you about another day. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in the back. Phải công nhận, phải công nhận bạn này nhép rất có tâm. Hát nhép thôi mà gân cổ nổi cục 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 vậy nè. Trời ơi, lỡ người ta hát thiệt sao? Đó, tại vì người ta biết cái bài đó. Dễ gì mà chương trình ta hát thiệt ở đây lòi. Bạn này giống em quen nè. Giống kiểu đó là giống em, underground. Em nhớ cái bé này là hồi nào đây nè. Cháu em có đưa coi trên YouTube. Coi cái bạn này hát cái bài gì, con trâu gì á. Có phải không? Em ở nhà quê mới lên, em ở nhà quê mới lên. Nhìn con trâu nó đi em, từ con trâu nó phi. Sao vậy? Thế kìa. Mà em thấy cũng sai sai. Không phải, nhìn xe hơi nó đi. Nhìn xe hơi nó đi, em tưởng con trâu nó phi gì ấy vậy. Ở nhà quê mới lên em đâu biết gì. Rồi đoán đi. Rồi em chỉ biết con bài đó thôi, đâu biết mà hát nhạc gì đâu. Nhưng mà giờ mà ông đi thấy sao? Ôm đúng không? Ông này kiểu ông rất là kiểu giống như là sẽ có một cây đàn guitar đó. Xong rồi ông quẹt, ông hát. Em không biết con đó mà coi được có mỗi cái YouTube đó thôi. Mà tại bé này hơi giống cháu em, nó ốm teo, ốm tông vậy đó. Nhưng mà chưa chắc đâu, nhiều khi là cái nội lực bên trong khủng khiếp lắm mà. Rock có thể. À mấy ông ơi. Rồi rock thì mình chọn nha. Giống thì mình rock thì mình chọn nha. Thì giờ chị chọn đi, em mời chị trước. Chị là khách, cứ dính vô rock là chọn hả? Nãy dân ca mình trúng rồi, giờ có trật thì mình cũng thắng rồi. Dạ mời chị chọn gì nè? Rock. Không mà bạn này đọc rap được luôn nè. Anh nghĩ hip hop rap là ok đó. Thôi vậy thôi, để chị chọn rock hip hop rap đi, giống nãy đi. Chị ơi chị, đồng nó khác nhau nhiều lắm nó chị. Nó khác xa đó chị ơi. Cái đó nó không liên quan. Thì bây miễn giờ... sao đạp vô cái mé được rồi. Rồi bây giờ em cho chị thêm cái mà có thể liên quan được. Pop rock là hát pop cũng dính rock, mà rock cũng rock. Dính okay, cho được. Chị pop rock luôn. Bop rock. Ê, cái này rock. Là, cái này là Mỹ Tâm đưa tôi đạp vô giờ nghe. Đúng không? Em là em rất là thích khách mời. Em là người nghệ sĩ thân thiện. Nên là khách mời tới là em đưa chi tiết qua. Mà không trúng em cũng làm cho trúng nữa. Pop rock. Vậy là được cái mé, giờ vô được một chân rồi. Sẵn thể Quang Dung, đạp tôi vô luôn đi. Rồi, pop rock nha. Như đó đủ rồi chị, rock, pop rock rồi quá đủ rồi. Em là rap hip hop. Rap hip hop, Dũng, à, là sao? Anh cũng nghĩ rap với hip hop á. Em với anh chọn chung đi. Không, chọn chung. Nhưng mà lỡ như em với anh mà thà như... Mê gái. Không chị, hai đứa mình là một rồi Dũng. Cho nên là nếu như em chọn trúng một điểm đúng không? Hai đứa mình cũng coi như cũng là điểm của nhau. Trời ơi, là... bị dân kế của bệnh mình rồi. Anh cứ chọn cái khác đi, anh sai khó không chọn sao. Cái ông này khó chọn, không chọn gì. Chẳng lẽ acoustic, ông đánh guitar ra không? Thôi anh chọn acoustic đi. Để mà rap hip hop. Em là rap hip hop. Rồi, acoustic. Rồi, sau thời gian đùng đẩy lẫn nhau, cuối cùng Quang Dũng đành phải nhượng bộ cho Mỹ Tâm và chọn acoustic. Mỹ Tâm là rap hip hop và chị Chanh pop rock. Vậy thì mời tất cả mọi người chúng ta cùng xem chàng trai này biểu diễn. Gì đây? Được cái mặt áo bà ba ra nè. Rồi cái gì vậy? Rock. Có thấy mặt dàn trống nữa hả? Gì vậy trời? Rock đó chị, là em nói gì rồi? Đúng rồi, rock. Trời là ơi, đi thi thì rớt mà vô đây thì thắng. Chị ngồi bên cạnh em là chị phải thắng. Yeah. Em nói mà. Yeah.
mi long lanh chào ngày mới, hoa mi tới những khu vườn thơ, hoa mi chưa vơ lúc đêm về, từng tia nắng thắp lên mùa xuân, từng mùa xuân em đêm em hát, và em hát lúc tôi còn thơ, tuổi tôi thơ em biết mơ mộng. Của Hòa My đó. Em trời quá ơi, thích chị. Hát về Hòa My mà thôi, trong đâu anh Tị hồi nãy có nghe chị Chanh dễ thương đúng không ta? Dạ đúng rồi, có phải không? Anh Dũng đẹp trai, anh Dũng đẹp trai. Cái chỗ đó nó hơi sượng sượng á, tại nói không đúng sự thật á. Còn đây mày hỏi lại rồi nếu mà Có. Ngày hôm nay Họa Mi thật đáng yêu. Ngồi bên anh Quang Dũng đẹp trai, và bên đây chị Chanh người đâu mà dễ thương. Dạ. Nãy giờ là ông ơi là ông đúng chủ đề nhất nè. Đúng rồi, chính xác. Cái kiểu của chương trình yêu cầu nè. Em giới thiệu về mình cho các anh chị biết đi. Dạ vâng ạ, em xin giới thiệu với ba vị giám khảo và tất cả các khán giả ở đây ạ. Em tên là Tô Mạnh Linh ạ. Và mọi người thường gọi em là Linh Ly ạ. Linh Ly. Tại sao là Linh Ly? À vâng ạ, Ly là L-E-E ấy ạ. À chứ không phải cái Ly. Dạ vâng đúng rồi ạ. Tưởng đâu em ốm ốm cái người kiểu như cái Ly. Mà hát mạnh mẽ quá đúng không? Mời, không chịu hơi bất ngờ. Còn ông nhảy cái cú dễ thương quá. Ông quẹo vậy đó. Mà em sợ té đó chứ. Thiệt á. Tại nó ốm quá vậy mới ốm trời ơi. Nhiều ký. Em cái cảm giác em bị té, em gãy xương á. Đâu mà em có bị té đâu ạ, đấy chỉ là một skill thôi ạ. Em. À vâng ạ. Em được biết em là một ca sĩ mà hát trên mạng đúng không? À, và em có đi diễn bên ngoài sân khấu chưa hay là chỉ làm những clip rồi để trên mạng cho các bạn xem thôi? Dạ, thực sự thì em cũng vừa có đi hát cả bên ngoài nữa. Và đồng thời đó thì em cũng quay những clip cover của em và những cái bài hát em viết hoặc là những bài hát mà em yêu thích ạ. Thì cũng rất là may mắn được các bạn ủng hộ ạ. Và thực sự là ngày hôm nay thì là lần đầu tiên em được hát trước hai thần tượng mà em rất là hâm mộ từ bé, và anh đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Và em cảm thấy rất là bối rối. Hạnh phúc ạ, vâng ạ, và bối rối bởi vì là cả hai chị, em thật sự là em cảm thấy em là may mắn khi mà ngày hôm nay em đúng vào số của chị Phương Thanh, bởi vì hai chị là đã gắn liền với tuổi thơ của em rất là nhiều. Và đây mới chỉ là bài hát của chị Tâm thôi, nếu mà được vào hôm sau em sẽ hát tặng chị Thanh nữa ạ. Ta có quyền đúng không ta? Ta đánh chúng ta có quyền không ta? Đúng không? Một câu nói đầy gợi mở. Bài này là em tự nghĩ ra hay là có ai giúp không? Thực ra thì là ý tưởng thì em cũng có cùng với bạn của mình thì lên ý tưởng là phối theo kiểu rock cho bài này. Và phần rap thì em cũng tự viết. Và những cái thay đổi, những cái feel thì em đều em tự nghĩ hết ạ. À, cái phần rap thì cũng rất là thích trên cái nền nhạc rock như vậy. Và nó làm cho mình cảm thấy là nó quen mà nó lại lạ. Nó làm cho mình cảm thấy rất là thích. Cái bài này đúng với chất nghĩa là cover và làm một cái phiên bản hoàn hảo của em.
đây là một cái, chị nghĩ là một cái phiên bản cực kỳ hoàn hảo của em, và em đã làm ra một cái bài Họa Mi Tóc Nâu cực kỳ dễ thương, cực kỳ hay. Chị rất là chúc mừng em. Cảm ơn chị Áo Hương, rất là vui tâm. Nói chung là một tiết mục khi mà đã không hoàn hảo đó thì mới nói nhiều, còn mà nó hay rồi đó, mà đã được khen rồi đó thì chị cũng khen luôn. Vậy là cũng nói nhiều đúng không chị? Ủa vậy là nói nhiều hả? À, hoặc là hay. Hay, phiên bản hoàn hảo, ok, nếu có quyền. Ủa có quyền rồi đó phải không? Đúng rồi, chị đang có quyền. Chị muốn gặp em ở trong vòng trong. Đó là lời hứa hẹn của giám khảo Phương Thanh. Có quyền mới dám hứa, trời ơi, đoán trật đi được, có ai cho quyền đúng rồi. Mời Quang Dũng. Thì cái tiết mục của em là rất là thú vị. Thứ nhất là không khí từ những cái, từ cái bài phối đầu. Mà anh nghĩ em phải cảm ơn cái người mà phối cái bài này, cái ban nhạc của em. Và em có một cái chất của nghệ sĩ, thật ra kiểu giống như em cũng có máu điên điên á, cho nên là nó, em rất là tự tin những cái điều em làm. Nó điên giống như hai, nói hai đứa mình. Cái điều đó là cái điều thú vị, và thật sự em là một cái người nghệ sĩ mà anh nghĩ là có thông minh nữa. Xin cảm ơn ba vị giám khảo với những lời khen tặng dành cho em, và chúc mừng sự thành công của em cũng như là tất cả những người bạn của mình. Cảm ơn em. Với tiết mục vừa rồi, giám khảo Phương Thanh ghi thêm được 1 điểm, chúc mừng. Yeah.